cây của người bạn mà anh không thể qua được tay chắn của Hồng Quân. Bạch Công Trung ném trụ cột của đội bóng này. Đội bạn đang có bóng, chuyển cho người ghi điểm là Bạch Công Trung. Và tiếp tục một pha block của Đức Kiên. Bạch Công Trung rất khỏe, lúc này Công Trung và 2 điểm tính, rất khỏe và kinh nghiệm. Để lên lại 2 điểm cho đội bóng của mình. Tỷ số hiện nay đang là 12-8. Vâng, tiếp tục là 2 điểm của Bạch Công Trung. Giờ thì City Wing chưa có một thế trận phòng thủ tốt. Và ngay sau lời tôi vừa nói thì ở một pha phát biên Bạch Công Trung đó là một pha ném rất khó. Bạch Công Trung lên rổ rất mạnh mẽ và Cao Đắc Luận đã buộc phải phạm lỗi về anh. Bạch Công Trung cũng khoảng trống, anh quyết định ném 3 điểm và một quyết định đúng đắn đây rồi. 3 điểm bóng còn vào tay ai được nữa. Công Trung 2 đánh 1. Công Trung, Bạch Công Trung rất mạnh mẽ, lên rổ thẳng mặt cầu thủ phòng ngự, vẫn là một tư thế khó để có thể thực hiện được một cú ném thành công. Đang chiếm vị trí, tuy nhiên thì Bạch Công Trung đã chọn ném 3 điểm để phá. Anh đã rất tỉnh táo và giữ được bóng lại. Tiếp tục bắt chát toàn sân, nhưng mà các cầu thủ của Hồng Quân rất kỹ thuật, và điều phối bóng rất tốt. Cúp Audi năm 2019 với những cặp